Nhận định bóng đá Benfica với Arsenal. 3 giờ ngày 19 tháng 2, vòng 1/16 Europa League. Arsenal có thể là một đội bóng thất thường ở Premier League, nhưng trên sân chơi Europa League, pháo thủ lại đang có sự ổn định rất cao. Đây sẽ là thời cơ để Arsenal xóa đi cái rớp sợ những đại diện Bồ Đào Nha. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Trong khi Benfica tiến vào giai đoạn knockout Europa League mùa này với thành tích 3 thắng, 3 hòa ở vòng bảng, thì Arsenal khiến mọi đối thủ phải kính nể với thành tích toàn thắng cả 6 trận. Điều đặc biệt hơn cả là pháo thủ đã ná tới 20 bàn thắng vào lưới các đối thủ ở vòng bảng và trở thành câu lạc bộ Anh có thành tích ghi bàn tốt nhất trong lịch sử các vòng đấu bảng Europa League. Nếu chỉ tính thành tích thi đấu trong 90 phút thì đã hơn 1 năm kể từ trận thua Frankfurt, Arsenal không bị đối thủ nào đánh bại ở đấu trường Europa League, thành tích trái ngược hoàn toàn so với sự lên xuống hay giờ bất thường tại Premier League. Cứ nhìn vào thành tích cá nhân của Nicolas Pepe là hiểu sự khác biệt giữa Arsenal Premier League và Europa League. Tại Premier League, Pepe sau 16 vòng đấu mới ghi được 4 bàn thắng và chưa có bất kỳ kiến tạo nào. Trong khi đó tại Europa League, cầu thủ này đã 6 lần in dấu giày vào các bàn thắng trong 6 trận mùa này, 3 bàn thắng, 3 kiến tạo. Cũng nhờ vậy mà pháo thủ xây dựng được niềm tin chiến thắng khá mãnh liệt và cũng khiến mọi đối thủ phải dè chừng. Nhưng hôm nay sẽ là một thách thức khó. Trong 7 lần gần nhất làm khách của các đội bóng Bồ Đào Nha tại Cúp Châu Âu, Arsenal mới thắng đúng 1 trận, 6 trận còn lại hòa 3, thua 3. Trong khi đó, thành tích sân nhà của Benfica trước các đội bóng Anh là thắng 7, hòa 4 và thua 6. Song thật may mắn cho Arsenal là trận đấu này sẽ diễn ra trên sân Olimpico thủ đô Rome, Italia chứ không phải sân nhà của Benfica. Sở dĩ xảy ra việc chuyển địa điểm là do chính phủ Anh đã đưa Bồ Đào Nha vào danh sách các quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 cao, đồng nghĩa với việc công dân Anh sẽ không được tới Bồ Đào Nha. Sau một thời gian tranh cãi, rốt cuộc Benfica cũng đồng ý nhận khoản đền bù 44.000 bảng từ Arsenal để chuyển địa điểm thi đấu tới Rome. Có tiền đền bù cho hoạt động bán vé, nhưng ngược lại, Benfica sẽ mất đi lợi thế sân nhà và tâm lý ngại đất bồ của Arsenal chắc hẳn cũng giảm đi đáng kể. Đừng coi thường lợi thế sân nhà mà Benfica vừa mất đi, bởi câu lạc bộ này đang sở hữu thành tích cực kỳ ấn tượng, chưa từng thua bất kỳ trận sân nhà nào trong khuôn khổ Europa League. Nếu chỉ tính riêng thành tích ở vòng knockout, các cổ động viên của Benfica sẽ càng nuối tiếc hơn gấp bội khi biết rằng đội bóng còn cưng đã thi đấu 19 trận knockout Europa League trên sân nhà và thu về tới 15 chiến thắng, 4 trận hòa. Hẳn Arsenal cũng run sợ khi nghe về thành tích này. Cũng may, lợi thế ấy giờ đây không còn. Hơn thế nữa, Arsenal lại còn có ký ức đẹp với Rome. Trận hòa 1-1 với Lazio tại Europa League 2000/01 chính là trận mấu chốt giúp pháo thủ lọt vào vòng knockout mùa năm đó. 2 năm sau, Arsenal trở lại Rome làm khách của AS Roma và cũng thắng đậm tới 3-1. Với những phân tích trên thì các cổ động viên của Arsenal hoàn toàn có quyền đặt kỳ vọng vào chiến thắng tiếp theo của pháo thủ tại Europa League. Dự đoán Benfica với Arsenal 0-1.